Rồi ok, tiếp theo sẽ đến phần giải gần đúng phương trình vi phân. Thì mình nhầm là cái phần tích phân là nó bao gồm cả R K3, R K4, R Le cái thứ thì không phải đâu nhá. Cái đấy mình nhầm đấy, cái ở cái video lần trước mình nhầm đấy. Thì ở cái phần R K3, R K4 và Euler thì nó là ở giải phương trình giải gần đúng phương trình vi phân. Thì cái phần này thực ra nó cũng chỉ là công thức thôi. Mọi người nhớ nhá, nó chỉ là công thức thôi. Và nhưng mà nó hơi dài một chút nên là mọi người phải làm để cho nó quen tay và nhớ công thức. Và như thế thì nó mới ra vấn đề được, chứ nếu mà cái phần này mà học qua loa, mình khẳng định luôn mọi người nhớ công thức cũng không làm được đấy. Kiểu khi mà vòng thi nó sẽ bị kiểu là nó không quen tay và kiểu không biết chỗ này nên thay số như nào, chỗ kia thay số như nào, nên là mọi người phần này mọi người phải để ý kỹ nhá. Đầu tiên sẽ là phương pháp Euler. Euler thì nó sẽ có ba cái: Euler ẩn, à Euler hiện, Euler ẩn, Euler cải tiến. Thì khi đi thi á sẽ chỉ có hai thi hai cái thôi, đó là Euler hiện và Euler cải tiến. Thường thì mình thấy là Euler cải tiến, bởi vì sao? Bởi vì nó dài và nó khó nhớ. Thì cái phần này nó sẽ là công thức này, bài toán người ta sẽ cho một cái y phẩy và bằng hàm fxy, và người ta sẽ cho cái giá trị y không, y không là y tại giá trị x không á, và bằng như này rồi, và người ta yêu cầu là tính cái giá trị nào đó, tính cái giá trị nào đó kiểu như là tính y một và tại cái bước tại cái giá trị x1 là bao nhiêu, và người ta sẽ có bước nhảy như thế, bước nhảy sẽ là h đấy. Thì đây là cái công thức của Euler hiện. Đầu tiên là y0 bằng a đúng không, y0 ở đây mình gọi là bằng a nhé, và người ta sẽ có cái công thức là yk cộng 1 sẽ bằng giá trị yk cộng với h, h là bước nhảy nhân với giá trị của hàm f tại xk và yk. Kiểu mình ví dụ như là đây là y1 nhé, y1 thì sẽ bằng y0 cộng với h nhân với f của x0 y0 ạ. Đấy. Còn đấy là Euler hiện. Còn Euler ẩn thì nó sẽ khó hơn một chút, là Euler ẩn thì là yk cộng 1 thì bằng yk cộng với h trên 2 cộng với f của xk yk và f của xk cộng 1 y cộng 1. Thì Euler ẩn người ta sẽ không thi nhé. Và người ta sẽ thi Euler cải tiến này là gộp cả hai này lại. Euler cải tiến sẽ là y0 a này. Người ta sẽ tính ra một cái giá trị là y sao k cộng 1 sẽ bằng yk cộng với h của fxk yk, nó chính là cái yk cộng 1 của Euler hiện này này. Đấy, nhưng mà sao như này, và khi mà đến cái giá trị mình cần tính á, là yk cộng 1 sẽ bằng yk cộng với h trên 2 của f của xk yk cộng với f của xk cộng 1 và yk cộng 1 sao. Đó là cái này. Thì đây là cái phần công thức thôi, mọi người cứ viết vào. Thì tiếp theo mình sẽ nói luôn cái phần ví dụ. Mọi người xem qua ví dụ này, mọi người chắc chắn khi đọc lại công thức này sẽ hiểu luôn. Rồi, ok, sẽ đến phần ví dụ nhá. Đây là phần ví dụ. Mới đầu tiên bài toán người ta cho là một cái hàm là y phẩy bằng x trừ y. Hình như là bài này mình cũng lấy trong giáo trình thì phải. Y phẩy bằng x trừ y, và người ta cho cái giá trị đây, y0 này này. Y0 bằng 1 này. Và x0 bằng 0 này. Đấy. Người ta không cần phải cho giá trị x0 luôn. Mọi người nhìn này, y0 bằng 1 và x0 sẽ bằng 0. Đây là cái giá trị x0 trong này. Và người ta yêu cầu là tính cái giá trị y1. Y1 với cái bước nhảy h bằng 0,5. H bằng 0,5 tức là sao? Tức là y1 của mình sẽ bằng 0,5 đúng không? Và y2, x1 bằng 0,5, x2 sẽ bằng 1 như này. Tức là sẽ có phải tính nhảy hai lần. Đó, đầu tiên mình sẽ là Euler hiện nha. Euler hiện thì mọi người chỉ việc áp công thức thôi. Áp công thức luôn. Y1 thì bằng y0 cộng với h của fx0 y0. Đây. Yk cộng 1 bằng yk cộng h của f xk yk. Đấy. H nhân f của x0 y0 thì thay mọi người thay số vào thôi. Y0 thì bằng 1 này cộng với 0,5 là h này cộng với f của x0 y0. F của x0 y0 là chỗ này thì là x0 trừ đi y0 đúng không? X0 trừ y0 là 0 trừ 1, và cái giá trị này sẽ là 0,5. Mọi người sẽ được giá trị là x1, à y1 sẽ bằng 0,5 và nhảy thêm một lần x1 bằng 0,5 đúng không? Tiếp theo mọi người tính y2. Y2 thì bằng y1 cộng với h nhân f của x1 y1. Mọi người đúng công thức là y k cộng 1 bằng y k cộng h của f xk yk thôi. Thì bằng y1 cộng với h của f x1 y1 thì bằng 0,5. 0,5 này là y1 này. Tiếp theo là 0,5 này là h này. 0,5 trừ 0,5 này là x1 trừ đi y1. Rồi, cuối cùng bằng 0,5. Y1 sẽ bằng 0,5. Đấy. Đây là dùng công thức Euler, à đây là Euler hiện.
còn Ơ Lê Cải Tiến thì mình đã ra bài này nó Ơ Lê Cải Tiến, nhưng mình thêm cái phần Ơ Lê Hiện này để cho nó có cái ví dụ. Rồi, Y1 xem bằng 0,5. Còn tiếp theo thì Ơ Lê Cải Tiến nha. Ơ Lê Cải Tiến thì nó hơi lòng ngoằng, hơi lằng tọa lòng ngoằng hơn một chút. Đó là đầu tiên người ta cho Y0 1 đúng không? Mình phải tính Y1 sao. Y1 sao nó là cái này này. Nó là cái YK cộng 1 sao đây này. Mình tính Y1 sao thì bằng Y0 cộng với H nhân F X0 Y0 và bằng 0,5 này. Thay số thôi. Rồi tiếp theo Y1 thì bằng Y0 cộng với H trên 2 nhân với cái đề ngoặc vuông nha. Của F X0 Y0 và cộng với F của X1 Y1 sao. Đây mình tiếp theo đây là cái số 1 này là Y0 này. 0,5 trên 2 là H trên 2 này. Cộng với đây là F X0 Y0 là 0 trừ 1 nhá. Đây là X0 trừ đi Y0 cộng với X1 trừ đi Y1 sao. Đây. Và nó sẽ bằng 0,75. Đó, xong rồi tiếp theo, mọi người lại làm tương tự như một lần nữa, Y1 bằng 0,75. Và cái với cái chỗ này thì với cái ở dưới này thì là X1, khi mà mình nháp nhá, X1 theo bằng 0,5 nhá. Đấy, X1 0,5 thì mình sẽ tính Y2 sao. Y2 sao bằng 0,625 thì mọi người lại thay số vào lại thôi, bằng cuối cùng ra 0,7825. Vậy Y1 thì bằng 0,7825. 78125. Đó, đây là công thức len. Đây thực ra là mình dùng một cái hàm đơn giản là x trừ y, nhưng mà đi thi thì người ta không cho đơn giản như thế này, sẽ cho phức tạp hơn một chút thôi, chút thôi, bởi vì là nếu mà phức tạp quá thì nó rất là rối và mất nhiều thời gian. Nhưng mà nói về cơ bản đó thì phần này nó chỉ là công thức thôi, nhưng mà mọi người vẫn phải làm để không là kiểu là đến lúc đi thi thì thấy không biết là YK cộng 1 rồi thì YK như nào các thứ, thế là không biết như nào thì cuối cùng là tối và cuối cùng là không làm được. Đây là phần giải gần đúng phương trình vi phân bằng Euler nhé.